Jilin xứng danh con ghẻ Riot, gia nhập hội 1.000 ngày không skin tận 3 lần. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, Jilin chính thức đánh dấu cột mốc 1.000 ngày không có skin mới. Lần gần nhất tướng này xuất hiện trong bộ dạng mới là Jilin Bánh Ngọt, ra mắt ngày 17 tháng 12 năm 2019. Cộng đồng cũng lập ra câu lạc bộ 1.000 để dành cho những tướng rơi vào trường hợp trên, đồng thời nhắc nhở Riot nhanh chóng chú ý. Và rõ ràng trong những năm qua, đội ngũ thiết kế skin cũng rất năng suất khi lần lượt xóa bỏ các tướng khỏi câu lạc bộ này như Ngộ Không, Rumble, Scanner. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Jilin bước vào hội 1.000 ngày không skin. Tính từ khi xuất hiện, tướng này đã 3 lần rơi vào hoàn cảnh đấy và là tướng duy nhất trong game bị bỏ rơi nhiều lần tới vậy. Lần đầu tiên là từ 2011 đến 2015, tiếp theo là 2015 đến 2019 cho tới khi skin gần nhất được ra mắt. Trong số những tướng đang nằm trong câu lạc bộ 1.000, Udyr và Mundo còn có thời gian không có skin mới lâu hơn cả Jilin. Tuy nhiên, cả hai tướng này đều được làm lại toàn diện trong thời gian qua và có những hình ảnh mới bắt mắt, hợp thời. Vì thế, để nói về phận con ghẻ thì không ai qua được Jilin. Bên cạnh đấy, tướng này cũng rất hiếm khi xuất hiện trong các update của Riot. Bộ kỹ năng Jilin được cho là cân bằng và lần gần nhất tướng này nhận điều chỉnh là bản 5.24 giai đoạn tiền mùa giải 2016. Dù thi thoảng vẫn xuất hiện trong các giải đấu, nhưng rõ ràng Jilin không phải là tướng có lối chơi hấp dẫn và được nhiều người lựa chọn. Do đó, cộng đồng cho rằng Riot có lý do để bỏ xó vị tướng này. Tuy nhiên, nhiều người yêu thích Jilin mong là những bài thống kê trên sẽ khiến đội ngũ thiết kế chú ý hơn và sớm giải thoát giám hộ thời gian khỏi câu lạc bộ 1.000.